lớp chúng tôi mỗi đứa một phương trời, đứa thành phố, đứa miền quê, bỏ lại những yêu thương, những kỷ niệm một thời áo trắng, chắp cánh ước mơ đến những chân trời mới. Bạn bè nhớ nhau chỉ còn những dòng lưu niệm. Thấm thoát một năm, hè này lại về. Sắp phải xa bạn, lòng tôi tái tê. Về kia nắng nên phượng rơi ngập lối. Trường xưa lớp cũ lên nhớ đầy vơi. Nên buốt mực xanh mình đi thật nhiều. Những dòng lưu niệm bạn thương mến yêu. Mai đây mỗi người về quê một năm. Tình đôi ta sẽ mãi không lìa xa. Đến nay sân trường ngập hoa đăng, mà lòng tôi thấy bâng khuâng. Phút chốc nữa đây, sau cuộc liên hoan này, bọn mình đành phải chia tay. Không biết tại sao lòng tôi chẳng nên là một câu chung nhau, mang bao kỷ niệm buồn vui từ đó. Bạn thân yêu dấu thấu cho lòng tôi. Đêm nay sân trường ngập hoa đăng, mà lòng tôi thấy bâng khuâng. Phút chốc nữa đây, sau cuộc liên hoan này, bọn mình đành phải chia tay. Không biết tại sao lòng tôi chẳng nên một câu chúc nhau, mang bao kỷ niệm buồn vui từ đó. Bạn thân yêu dấu thấu cho lòng tôi, mang bao kỷ niệm buồn vui từ đó. Bạn thân yêu dấu cho lòng tôi. Hello mọi người nha.
Lần đại kỳ ở một thật này. Chào mọi người nhé. Anyway, just a little bit sharing for student time. Bây giờ Kel cũng muốn những cái clip mình dạy đó nó liên lạc quan tới tuổi học trò thì Kel cố gắng bỏ những cái kỷ niệm vô. So let me see. Hello Thùy Dương. Hello Hồng Đào. Hello cô Hồng. Join with us. Thank you. Welcome. Okay, I'm done. Hello, Thanh Nhu. Hello, oh, hello, Chị Miễn. How are you? Hello, Trúc Nguyễn. Okay. Hello, Quyên. Okay, I'm done. A second. Hello Viễn, how are you? Hello Vân. Okay. Hello V. Sorry, can't touch it so it's moving. Hello Gia Bội. Hello Yến. Hello Quyên. Thank you ban tổ chức. Nhân đây thì Kheo cũng xin cảm ơn Quyên, Yến nè, những người trong ban tổ chức đã cho Kheo có cái cơ hội quay trở về trong cái thời gian mà các bạn hold lại, các bạn chờ Kheo về để các bạn tổ chức cái buổi họp mặt đó. Thank you very much. And có được những cái hình ảnh lưu niệm rất là quý giá. Okay, so we start the lesson. No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn't trying. Không thành vấn đề các bạn đã mất cái những cái lỗi trong trong cái học của mình, hay là cái tiến trình học của các bạn nó chậm như thế nào, thì nó không thành vấn đề. Các bạn vẫn still way ahead of everyone, các bạn vẫn dẫn đầu hay là đi trước xa những cái người họ không có cố gắng. Hello Central, hay là họ không có học bây giờ. So it doesn't matter how you learn right now. Okay, so keep it up. Và KL hôm nay cũng nhận được một số cái bài homework các bạn gửi qua. Thank you very much for doing your homework. Thì vì là cái bài homework đầu tiên thì Kheo sẽ sửa trên đây cùng các bạn. Also, I want to make sure that you understand the mistakes. So, những cái bài sau thì Kheo sẽ sửa và gửi qua thôi. Những cái ngữ pháp nào sai chính thì Kheo mới đưa lên để sửa. So don't worry, I will not name you. Kheo sẽ không có nói tên bạn nào làm cái bài đó, cho nên don't worry, okay? So we start. Okay, so of course, my name is KL. If you are new, welcome to my classroom, online classroom, I mean. Okay. Again, my email for your homework, nhatkikuk@gmail.com. Again, thank you, Ian, for sending through email. It's always a lot more convenient for me. My Facebook is INV01.
Okay, so if you are joined with me on the group, you need to have your Facebook and you need to be my friend, okay? Okay, now because những cái clip mà Kel dạy rồi đó, Kel sẽ để trên Facebook cái live stream đó khoảng 5 ngày, okay? Hello thành đoàn, about 5 days then I have to delete it. Và Kel sau đó Kel phải delete nó để Kel làm cái clip cho next week, which means today. Thành ra những cái mà Kel delete rồi thì Kel sẽ bỏ nó vô trong cái channel của Kel. Okay. Again, you don't have to subscribe my channel. Các bạn không có cần phải đăng ký cái kênh YouTube của KL. Cái này là cái để KL để kỷ niệm của mình thôi. Các bạn vô để mà review lại cái bài học thôi. Okay, so you don't have to subscribe it. Okay. And the code, if you get into my channel, the code for each clip will be KL, which means my name, and WR, which means writing, and we start with number two, which means this is my second course for you guys. Kel bắt đầu bằng số 2 bởi vì cái khóa này là cái khóa lần thứ 2 Kel dạy các bạn. So mình có KLWR2.1 là bài thứ nhất, 2.2 là tuần thứ 2, 2.3 tuần thứ 3, and 2.4. Okay, so look for KLWR for the code, for the clip. Okay, so homework review. Again, I will go over and over with your homework. This is the first time and we slow down for a little bit. But next time, I just correct and send it to you. Okay, hello, Tim Hoàng. Welcome. Now, the subject verb adjective. Okay, so you are to write 5 sentences using this structure. Các bạn viết 5 câu sử dụng cái cấu trúc này. Okay, you ready? This pencil is black. Okay, mình có chủ từ là this pencil, động từ là is. Okay, and black là tính từ. So it is the correct sentence. Good job. Whoever do this one, you get a point for this. Okay, bạn nào làm câu này thì các bạn được điểm. Okay. Next, this car is red. Chiếc xe này màu đỏ. So this car is a subject of the sentence. Is it a verb and red is an adjective. So you got this right too. Thank you. This man is tall. Okay, this man is a subject of the sentence. Is a verb and tall is an adjective. So you get this right. All right, good job everyone. Now, next. These students are intelligent. These students are intelligent. Những học sinh này thì thông minh. Okay, so you have this student as subject. Are is a verb and intelligent is an adjective. So this is correct one. Thank you. Her hair is yellow. Tóc của cô ấy màu vàng. Okay, so you have her hair is an is a subject of the sentence. Is it a verb and yellow is an adjective. Good job on this one. My daughter is pretty. Okay, con gái của tôi thì đẹp. Con gái của tôi đẹp. So my daughter is a subject, is a verb, and pretty is an adjective. So you guys did great on those sentences. All right. He is impatient. He is impatient. Okay, này không có kiên nhẫn. Okay. So he is a subject, is a verb, and impatient is an adjective. So you did this right too. They are red. They is a subject. R is a verb and red is an adjective. So get this right. Now, nếu KL nhanh quá thì các bạn nói KL nhanh để KL slow me down, okay? Nếu mà KL nhanh quá thì cho KL biết, okay? Để KL slow down lại. Alright, she is loves colors. So look at this sentence. We have subject 3, okay? Now the verb, we have is and loves, okay?
So again, mình đã học một series verb rồi. Mình dùng động từ is thì sau nó mình phải dùng động từ chính, đó phải là children, phải thêm in hay là nó a passive voice. And the colors, color is a noun, it's not an adjective. Color nó là tính từ, nó là danh từ, chứ nó không phải là tính từ. Okay, so câu này wrong. Okay, so how we correct this one? So we can say her clothes are colorful. Đại khái khi các bạn viết đó, các bạn có thể revise câu các bạn lại. Nó related to the topic, nó liên quan tới cái ý tưởng của các bạn. Okay, so maybe câu trên bạn ấy nói là cô ta thích màu sắc, màu mè màu sắc ha. Ví dụ mặc đồ màu nhiều màu hay là giày dép nó matching màu, đại khái như vậy. Thì mình có thể nói her clothes are colorful, thì nó will stick với lại cái structure subject verb and adjective. Okay, so this is how you revise it. Nếu bạn nào làm câu đó mà sai thì các bạn biết từ sửa ha. Tom is tall and thin. Okay, so look at this sentence. I'm sorry for I sent you the correction, but I didn't pay attention to this much. So, Tom is tall and thin. Why is this a wrong sentence? Tại sao nó lại là câu sai? Mình có chủ từ là Tom, mình có động từ là is, mình có tính từ. Bạn này dùng hai tính từ để mô tả, which is great. Các bạn có thể dùng more than one tính từ, dùng cái connection là cái conjunction and. Các bạn dùng cái từ nói and để mà nói lại tall and thin. Okay, so both of them, tall and thin, are adjectives. Hai cái từ này đều là tính từ hết, nhưng mà tại sao nó sai? So Kiel sửa lại là Tom is tall and skinny. Skinny, okay. Thay vì mình dùng chữ thin, mình dùng skinny. Okay, bạn nào đang làm cái câu này đó thì chú ý tại sao sai cái chữ skinny và thin. Okay, so let's see why, how. For fat or thick, khi nào mình dùng fat và khi nào mình dùng chữ thick. Okay, the book is thick. Cuốn sách thì nó dày. Okay, chữ thick nó nghĩa là dày. Okay, the cat is fat. Con mèo thì nó mập. The cat is fat. So mình thấy cái chữ thick nó used for thing, nó dùng cho vật. Okay, nó dùng cho đồ vật thì mình dùng thick. Cuốn sách, cuốn tập hay cái bàn, okay, hoặc cái cell phone của mình thì mình dùng là thick. Okay, the cat is fat. Nó cũng có nghĩa là mập, to, dày, nhưng mà mình dùng với animal thì mình dùng chữ fat, chứ mình không nói là the cat is thick. Mình không muốn nói con mèo nó dày được, con mèo nó mập. Okay, or we can say he is getting fat. Anh ấy mập lên, anh ấy tăng ký, anh ấy gain weight. He is getting fat. So fat is used for person or animal. Nghe nha, cái chữ fat nó mập á, nó dùng cho người và động vật. Còn chữ thick nó dùng cho vật. Okay, now khi nào mình dùng chữ skinny or khi nào mình dùng chữ thin? Okay, so bạn đã chú ý nha. The book is thin. Cuốn sách thì nó mỏng. Cuốn sách mỏng, used for thin. Mình dùng chữ thin này dùng cho đồ vật. Okay, the cat is skinny. Con mèo nó ốm thì mình sẽ dùng skinny. Okay, or he is skinny, hay là anh ấy ốm, anh ấy gầy thì mình dùng chữ skinny. Okay, so skinny used for animal and for person. Chữ skinny đó, ốm đó, mình dùng cho người và con vật nhé. Còn chữ thin thì mình dùng cho đồ vật. So bạn đó hiểu tại sao bạn đó nói Tom is tall and thin là sai. Mình phải nói Tom is tall and skinny. Okay, so cho Kel biết tín hiệu các bạn đang theo dõi ha. Okay, next subject for adjective again. So I have just bought a new car. Okay, I have just bought a new car.
Câu này thì bạn có subject là I. You have verb have just bought. Đó là verb, là động từ. A new car. Okay, so cái tính từ ở trong câu này là chữ new. Okay. Nếu mà mình nói a new car, nó không còn là tính từ nữa, mà nó là một cái danh từ. Chữ new đó nó bổ nghĩa cho cái tính cái danh từ car, so nó là một cụm danh từ chứ nó không phải là tính từ. So how do we revise this sentence? Mình chuyển cái câu này lại cho nó đúng cái structure là gì? My car is new. Okay, thì các bạn sẽ nói thay vì nói tôi mới mua một cái xe mới, nhưng mà để vô cái structure này thì mình có thể nói chiếc xe của tôi nó mới, thì nó sẽ nằm trong cái structure subject verb and adjective. Okay, so my car is new is the correct one. Okay, so give me your signal so I know that you are following with me. Okay, các bạn cho Kay tín hiệu để Kay biết các bạn theo dõi nhé. Okay, so far good. Các bạn rõ không? Next nha. He wears a coat. Okay, so câu này anh ấy mặc một cái áo. Okay, vậy thì nó có nằm trong cái structure của mình, cái cấu trúc câu chủ từ động từ tính từ không? Mình có chủ từ là he. Okay, mình có động từ là wears. Okay, và a coat. A coat is not an adjective. Cái coat nó là a thing. Nó là danh từ, nó là một cái áo khoác. Okay, so nó là danh từ. Vậy thì nó không nằm trong cái cấu trúc câu này. Okay. Nếu mà cấu trúc này bạn viết ở cấu trúc subject verb noun thì đúng. Okay. So let's see how we correct this word. So this one is a subject verb and noun. Okay, cái câu bạn vừa viết nó nằm trong cái dạng chủ từ, động từ và danh từ. Because a coat is a noun. Okay. Alright. My umbrella has seven colors. My umbrella has seven colors. Now, Kel nói lại một lần nha. Tất cả các câu các bạn viết đó, nó đúng theo cái cấu trúc câu chủ từ, động từ, túc từ. Nhưng vì Kel more specific, Kel muốn nó rõ ràng hơn từng cái cấu trúc câu nhỏ hơn nữa. Thành ra Kel muốn các bạn practice, thực tập, dùng nó cho chính xác. Để sau này các bạn hiểu hơn. Chứ còn câu của các bạn nó không sai. Ví dụ câu này My umbrella has some colors. Nó không có sai. Nhưng mà nếu mà bỏ vô cái structure này, cái cấu trúc câu này, thì chủ từ là mình có my umbrella. Okay, mình có động từ là has. Nhưng mà tính từ là mình chỉ có number 7 is a tính từ. Number 7 is an adjective. 7 là cái từ nói về số lượng, so nó là adjective. Okay, colors nó là noun. Okay, nó là noun chứ nó không phải adjective. So vậy thì mình sửa câu này như thế nào? Thì theo cái cấu trúc câu này thì mình sửa My umbrella is colorful. Colorful có nghĩa là nó has many colors. Okay, thì khi các bạn viết đó, các bạn cũng linh hoạt cái suy nghĩ của mình là mình có thể sửa cái câu đó lại cho nó đúng ngữ pháp, nhưng mà nó liên hệ tới cái ý của các bạn original, cái ý đầu tiên của các bạn. Okay, so my umbrella is colorful. Để là mình đã nằm ở trong cái structure này, chủ từ là umbrella, my umbrella is the verb colorful adjective. Okay, so you clear? Đó là cái cách mình sửa bài nhé. My chair can be rotated 360 degrees. Câu này bạn ý nói là cái ghế của bạn đó có thể quay, rotate là mình quay vòng 360 độ. Như vậy thì cái cấu trúc câu này nó không phải là cái cấu trúc subject verb adjective, nhưng nó là subject verb và noun 360 degrees là a noun phrase. Okay. 360 đó nó là adjective, nó bổ nghĩa cho chữ decrease. Nó quay như thế nào, nó quay được 360 độ. So câu này nếu mà mình dùng ở adjective đó, thì mình có thể nói my chair is rotating. Cái ghế của tôi thì nó quay được, is rotating.
mình dùng cái động từ rotate, mình thêm in để mình make it as an adjective. My chair is rotating. So your sentence is in the structure subject verb noun phrase. Okay, so các bạn cố gắng để ý nha. Nhưng các bạn không sai, câu của bạn không sai. Nhưng nếu mà đi theo cái mẫu câu của Kel thì các bạn hơi bị lệch một chút. Okay, so nhưng mà sau này thì các bạn có thể viết như vậy. Okay, Kel chỉ tập cho các bạn viết để phân tích cho kỹ lúc đầu thôi. Hello, lady. You are a very good student. So câu của bạn là you are very good student. So we have you a subject or is a verb. Very good student. So trong câu này chỉ có chữ good là tính từ thôi. Chỉ có chữ good là adjective. Right? Student, student là noun. So this is a subject verb noun phrase. Câu này của bạn lại là không nằm ở trong cái list này ha. Also, mình nếu mình nói you are a subject verb noun đó thì mình một cái người đó mình phải dùng cái giới từ a, okay? You are a very good student thì nó mới đúng cái câu chính xác nhé. Yeah. Nhưng mà again, this is the subject verb noun phrase, okay? Chủ từ, động từ và danh từ chứ không phải tính từ. Subject verb adverb, okay. I usually get up late, okay. So we have subject I, verb get up. Late is an adverb talking about time. Đúng rồi, chữ late là trạng từ nói về thời gian. So this is the correct sentence. My daughter study abroad, okay. So mình có my daughter is a subject, study is a verb, abroad is an adverb. Đúng rồi, nhưng mà nó sai là nó sai cái gì? Why is it wrong? Nó wrong là bạn không có chia cái động từ studies với chủ từ my daughters in simple present tense. Còn my daughter is a singular subject. My daughter là chủ từ số ít. Thì cái động từ studies nó tận cùng bằng why. Thì you have to change why to I before you add es. So will be studies abroad, okay? So my daughter studies abroad, okay? So that is the correct sentence, okay? Đi kèo nhanh với các bạn, slow me down, okay? Các bạn kéo kèo lại nhé. Subject verb adverb again. Now we have, I will have an important appointment tomorrow. Tôi sẽ có một cái bữa hẹn quan trọng vào ngày mai. Câu này không sai, nếu mà nói chung chung thì nó không sai. Nhưng trong cái mẫu câu này thì như thế nào? Mình có chủ từ là I, mình có động từ là will have, okay? Và trạng từ là tomorrow. Trạng từ là tomorrow, okay? So câu này mình phải dịch lại, mình phải sửa lại là như thế nào? My important appointment will be tomorrow. Thì nó sẽ đúng hơn. Okay. Buổi hẹn quan trọng của tôi sẽ vào ngày mai. Okay. Kind of the same topic, so you revise it. Các bạn sửa lại. My important appointment, the subject, will be the verb, and tomorrow the adverb. Okay. Bạn có hiểu không? Make sure you guys show me your signal, okay? So I know that you're following with me. Next. I was late an appointment with her yesterday. Okay. So bạn này dùng cái câu thứ nhất là nó kind of Vietnamese style. Nó kiểu như là cái kiểu tiếng Việt đó, cái tiếng Việt mình nói chứ không phải là cái cấu trúc tiếng Anh. Cấu trúc tiếng Anh mình dồn vô cấu trúc cho mình thấy chủ từ là I, okay? Động từ là was, okay? Và trạng từ là late, okay? Late là trạng từ. Nhưng mà cái an appointment with her đó, cái đó là giống như mình dịch bằng tiếng Việt, tôi bị trễ cái buổi hẹn với cô ấy ở phải ngày hôm qua, okay? So
Kheo rất là happy khi mình nhìn những cái lỗi này. Vì có những cái lỗi này thì Kheo mới biết các bạn học ở chỗ nào thì Kheo sẽ có những cái bài dạy kế tiếp. Ok, first of all, cái dấu phẩy đó đó, cái dấu comma đó, nó not necessary, nó không có cần thiết. Okay. Mình sẽ học cái quy định dùng dấu phẩy như thế nào, chứ không phải mình để ở đâu cũng được. Okay. So câu này thì có thể cái trạng từ là late yesterday thì được là trạng từ. So mình sửa lại. I was late yesterday for my appointment with her thì được. Nếu mà các bạn nói nguyên câu thì các bạn sẽ nói I was late yesterday for her appointment, for the appointment with her. Hoặc là mình nói ngắn gọn I was late yesterday. Okay? Thì nó sẽ nằm ở trong cái cấu trúc subject, verb and adverb. Okay, bạn rõ không? Cho Kheo biết tín hiệu bạn nghe nha. Bạn thấy rồi. Kheo know who doing this but Kheo don't name you guys out. Kheo biết bạn nào làm cái câu này, những cái câu Kheo sửa, nhưng mà Kheo không có đặt tên các bạn lên để các bạn feel confident. Okay? I had, or các bạn say, I had an appointment with her yesterday, comma, but I was late. Cái câu nguyên, cái câu đầu á, chỉ là câu phụ thôi. Câu phụ thôi, nó không phải là cái ý chính. I had an appointment with her yesterday, but I was late. Thì cái này, cái cấu trúc câu này mình sẽ học. Sao? Mình dùng cái coordinated conjunction. Mình dùng những cái conjunction là những từ nối, ví dụ and, but, or, things like that, để mình nối hai cái mệnh đề với nhau, hai cái câu với nhau. Thì đây là cái câu, một trong những cái câu các bạn sẽ học sau này. Ok, so nó mang cái ý nghĩa của các bạn, nhưng mà nó chính xác cái ngữ pháp. I had an appointment with her yesterday, but I was late. Ok. Alright, so next. He completes a new project on time. He completes a new project on time. Anh ấy hoàn tất một cái project, là một cái dự án mới đúng giờ. Okay. Thì cái này again, this is a subject verb, a noun phrase. Okay. Trong này cái trạng từ nó là on time. Okay. Còn a new project nó là tính từ. Okay. Oh, I mean nó là một danh từ. Project là danh từ. New, no modify for project. Okay, so we just have on time is an adverb in this sentence. So we can say he is on time. Okay, anh ấy đúng giờ. Okay, he is on time. Okay, you can in writing you can explain because he is on time because he's completed his project. Chẳng hạn như vậy. Okay. His new project he turned on time. Hay là cái dự án mới của anh ấy được nộp, it turned on time, đúng giờ. Ok, đúng hẹn, đúng ngày. So các bạn thấy trong cái viết đó, các bạn có thể revise là mình sửa lại những cái cử pháp nó không có ngắn gọn đẹp đẽ, mình sửa lại cho nó gọn chu chỉnh chu đó thì mình có thể làm được. Vẫn mang một cái ý đầu tiên của mình. His new project is turned on time. Okay? So mình có on time là adverb. Bạn rõ không? Subject verb adverb again. So his goal going to Ho Chi Minh City. Thì câu này là của một bạn. Và Kheo nghĩ là bạn không có viết câu cố hay như vậy, nhưng mà maybe cái keyboard của các bạn ở bàn đánh thì nó nhảy như vậy. Hello Hằng Thu. So ý bạn nói là bạn đi Ho Chi Minh City. Okay. Thì Ho Chi Minh City, to Ho Chi Minh City is an adverb of place. Nó là trạng từ chỉ nơi chốn. Nhưng mà go going là mình sai thì Kheo vẫn sửa. Okay. Mình nói là I am going to Ho Chi Minh City. Okay. Thì mình có subject là I, verb am going, và to Ho Chi Minh City. To Ho Chi Minh City is an adverb of place. Nó là trạng từ chỉ nơi chốn. So câu này mình sẽ viết như vậy, nó chính xác hơn nè. She went to the market. Cô ấy đi tới chợ. Good. So she is the subject. Verb is went.
And to the market is an adverb of place, chỉ nơi chốn. Nó là preposition, preposition place, nhưng mà nó chỉ nơi chốn. Okay. We go to work. Good. Chúng tôi đi đi làm. To work is an adverb, chỉ nơi chốn. The baby learns at school. So the baby learn at school is it wrong? Tại sao? Tại chữ động từ learn các bạn không có chia. Baby là singular subject. Okay, nó là chủ từ số x thì mình phải chia ngôi thứ ba số x với thì simple present. You add an s at the end of the verb learn. Okay, so the baby learns at school. Okay. So at school is an adverb of place, là trạng từ chỉ nơi chốn, ở đâu, ở trường. Okay, so good. Just pay attention to the verb. You have con, bạn các bạn phải chia cái động từ rồi theo cái chủ từ. Okay. I am late today. Subject I, verb am. Late today is adverb. Good job. The train is past this place 2 minutes ago. The train is past this place 2 minutes ago. Ý bạn là cái xe lửa đó, cái chuyến xe lửa nó đã đi qua cái chỗ này 2 minutes, 2 phút rồi. Nó đã trễ, bạn đã trễ 2 phút rồi. Okay. Thì this place is a noun. This place nó là danh từ. Thì nó không nằm ở trong cái cấu trúc subject verb adverb. Mình có adverb là 2 minutes ago, talking about the time 2 minutes ago. So you can say the train has been passed for 2 minutes. Cái xe lửa nó đã đi qua 2 phút rồi. Okay, the train has been passed. So the train subject verb has been passed. Đã đi qua for 2 minutes. It's an adverb of time. Trạng từ chỉ thời gian. Okay, so bạn rõ không? Right. You should go fast. Okay, so good that you use modal verb should with infinity go. Câu này đúng. À, bạn nên đi nhanh. You should go fast. Now we go next to the next topic, subject verb and noun. Bây giờ mình qua cái mẫu câu chủ từ, động từ và danh từ. My mother was biology teacher. Okay, so my mother is subject. Verb it was. Biology teacher is a noun. So why is this wrong? My mother was a biological teacher. A, các bạn phải thêm cái mẫu từ A ở phía trước cái danh từ. Nếu nó là số ít. Mẹ tôi là một giáo viên dạy sinh vật, right? So sinh vật học, right? So biology teacher or biological teacher is fine. Các bạn dùng cái nào cũng được, nhưng nhớ thêm chữ A right there, okay? Chữ biology or biological teacher phải có chữ A, okay? She speaks English, okay? She speaks English, good. Cô ấy nói tiếng Anh, right? She and I were classmates. Good job. She and I is a subject. We call cái này mình gọi she and I này mình gọi là compound subject, là chủ từ số nhiều mà được nói với chữ and, mình gọi là compound subject. She and I were classmates. Okay, so it's good. My staff drives a new car. My staff drives a new car. My staff is subject. Drives is a verb. A new car is a noun phrase. A good job. My sister said that she wants a new job. Okay, so bạn chú ý câu này. Câu này tại sao sai? Câu trước bạn nói câu này bạn có hai câu. Okay, hai câu. Again, so make sure you be careful when you use the comma. Các bạn cẩn thận sử dụng cái dấu phẩy. My sister said that, đó là một mệnh đề. Một mệnh đề. Chị hay là em tôi nói rằng,
nói cái gì là một đề khác, mệnh đề khác. She wants the new job. Now this is wrong because first we don't need the comma right there. Mình không cần cái comma right there. Secondly, cái mệnh đề trước mình dùng chữ said in simple past. Mình dùng cái thì đó ở thì quá khứ, right? Thì mình cũng phải dùng cái câu sau ở thì quá khứ bởi vì mình tell the story again. Các bạn kể lại câu chuyện. Các bạn kể lại là em các bạn nói cái điều này, cô ấy muốn có một cái công việc mới, thì mình sẽ nói my sister said that she wanted a new job. Ok, so các bạn chú ý thì đó mình cũng dùng nó đi với nhau. Mình không dùng cái câu trước ở quá khứ rồi câu sau hiện tại. Ok, make, nó phải parallel, nó phải đi với nhau thì nó mới make sense. Ok, so my sister said that she wanted a new job. Ok. Now last Christmas, my husband decorated a Christmas tree. So this is a good one. Last Christmas, my husband decorated a Christmas tree. My husband is the subject. Decorated is a verb. Okay. A Christmas tree is a noun. So các bạn trong quá trình KL dạy đó, các bạn nào không có biết cái từ, ví dụ các bạn không biết từ decorate là nghĩa gì, thì các bạn cứ bỏ trong cái comment và bỏ trong cái chat đó, các bạn đánh cái chữ đó decorated và dấu chấm hỏi phía sau, thì lần sau KL sẽ cho các bạn cái nghĩa cái đó. Okay, so that is how we improve our vocabulary. Okay, tại vì các bạn KL không biết, các bạn biết từ nào không biết từ nào. So nếu các bạn không biết từ decorated, so write it out with a question mark, so I know that you don't know that word. Các bạn viết xuống thì KL biết các bạn không biết cái từ đó nhé. Decorate có nghĩa là trang trí, trang hoàng, nhà cửa, trang hoàng cây Noel. Okay. He is a computer teacher. Good job. This is the correct one. He is a computer teacher. His subject. Subject is a verb. A computer teacher. Bạn này dùng chữ A. Computer teacher. Good job. We visit our parents. Chúng tôi thăm viếng cha mẹ. Chúng tôi. We visit our parents. Okay. All our students. Câu này tại sao sai? All our students. Vì có động từ are. Vì có danh từ students. Good. Nhưng cái chủ từ này nó không có rõ. All cái gì? Tất cả cái gì? Tất cả. Nếu mà students phải là người, mình có thể nói all of us. All of us. Tất cả chúng tôi. All of them. Tất cả họ. Okay. Là students. All of us are students. Tất cả chúng tôi là học sinh. Okay, so make sure you add. You need to tell it more clearer. All what? All of us. Tất cả chúng tôi are students. Okay. No S. Cái nào viễn, cái nào no S? Oh, no subject. Okay, sorry, no subject. Yeah, subject có all, nhưng mà nó không có rõ. Mình phải nói all cái gì? All of us. All of them, okay, là chủ tử. She is a good manager. Good job. She is a good manager. Cô ấy là một người quản đốc viên hay là nhân viên quản lý giỏi. Okay, so that's a good sentence. The children go to school. Okay, the children go to school. Mình có chủ từ the children go là động từ to school. It's school là now, okay. So nếu mình nói school thì to school kind of adverb. So we can say the children like their school. Những cái đứa trẻ nó thích trường của nó. The children like their school, okay. Thì nó sẽ making more sense for this structure. They have just built the office building. Chủ từ they, verb have just built. Bạn này dùng cái auxiliary verb have cho cái thì present perfect tense, and yes, with built in past participle. The noun is office building. Good job.
Okay, I think we're almost done. I forgot my keys. Okay. Tôi quên cái chìa khóa. Good job. Right. I am making a cake. Tôi đang làm cái bánh, nấu cái bánh. Okay, so I is subject. I'm making a verb. A cake is a noun. Okay. I like traveling abroad. Okay, so bạn này chú ý traveling. Động từ I like, I là chủ từ, like traveling là động từ. Abroad, abroad is not a noun. Abroad is an effort. Chủ từ cái chữ abroad có nghĩa là đi into a different country, into a foreign country, đi vào một cái đất nước khác. Mình gọi là abroad. So abroad is an effort. Okay, effort. Nó là trạng từ. Thì mình sửa cái câu này như thế nào? I like traveling to foreign countries. Okay. I like traveling to foreign countries. Thì được, tôi có thích đi du lịch tới nước ngoài. Foreign countries là nó là danh từ. Okay. Country. Okay. Abroad nó là trạng từ. Okay. I think we are done for the homework. So bởi vì KL nói lại, bởi vì là cái bữa đầu làm cái homework các bạn nộp, cho nên KL first of all thank you very much for turning your homework. By doing your homework you know your mistakes, and by doing your homework, by turning in your homework, I know what is your strengths, what is your weakness. Các bạn tự làm bài thì các bạn sẽ thấy cái sai của mình. Okay, các bạn mới sửa được. Các bạn làm bài nộp cho KL thì KL mới biết được cái điểm mạnh của các bạn và cái điểm yếu của các bạn khi các bạn viết. Thì đó nó mới help KL, giúp KL soạn cho những cái bài tới để mình dạy. Okay, so keep it up. Mai mốt thì KL sẽ sửa những cái câu quan trọng thôi. Mostly KL sẽ sửa và gửi trực tiếp cho cái bạn đó. Okay, thì if you have any question, you can contact me and you know how. Okay. Nếu các bạn có câu hỏi gì về cái bài vở của mình thì cứ liên lạc KL và các bạn biết cách để liên lạc KL. So individually, riêng tư mỗi học phải riêng tư, nói vậy hơi bậy. Từng học trò một thì KL sẽ trả lời cụ thể. Chứ KL không có đem tên các bạn lên để các bạn có thể các bạn ngại ngùng. Okay, so you know which sentence you are making and which one is not yours. Okay. Alright, so bây giờ mình chỉ theo bây giờ là mấy giờ hả? 7:57 rồi. Okay, so thôi để chạy tới cái phần quiz đi ha, rồi lần sau mình sẽ học cái bài này. Let's see the KL ra nha. Các bạn chờ nha. Thì mình có thể làm cái quiz 10 minutes and we'll done today. Okay. So today thì mostly là các bạn sẽ học cái lỗi của mình. Okay, so các em muốn spend today the whole day, the whole time I mean, để mà các bạn hiểu cái lỗi của mình. Okay, hello Huyền Cao, welcome. Okay, so let's do this. We just have 10 questions for this one. Cái quiz này đó nó giúp cho KL biết là các bạn hiểu cái thì trong tiếng Anh không. Thì khi các bạn làm thì cái này thì KL biết chắc là các bạn biết cỡ nào, mấy chục phần trăm, thì KL có thể không soạn bài nhiều về cái đó. KL sẽ soạn bài về cái ngữ pháp khác. Thì KL nghĩ đó khoảng several more weeks, vài tuần nữa thì chúng ta có thể bắt đầu vô viết một cái bài văn. Okay. Cho bước trước khi viết thì KL phải make sure các bạn hiểu từng câu. Okay. So question number 11, Michael something. His email every morning. Michael gì đó. Bây giờ A là check, B là checking, C là is check và D là checks. Các bạn chọn cho KL câu trả lời câu nào? A, B, C or D? Kiều Viễn D. Yến đi,
Okay, so I get to you, okay? So if you have answer, just don't feel free to toss it in the chat. Nếu các bạn khác có câu trả lời thì cứ bỏ lên ha. Yep, bây giờ mình phân tích cái câu này sao? Cái chữ every morning. Cái chữ every morning là nó thể hiện một cái công việc mà mình làm mỗi ngày. Nó là một cái routine, là một cái công việc mỗi ngày thì mình dùng nó ở thể hiện tại đơn. Okay, so mình phân tích cái câu như vậy. Michael là chủ từ, his email là danh từ. Cái every morning là trạng từ chỉ thời gian. Okay, Michael là xem á, check là kiểu như mình kiểm tra đó, mình xem đó, mình đọc cái email mỗi buổi sáng. Vậy chữ A check, người ta không có chia thì, chữ check đó là infinity. Cái động từ đó là động từ nguyên thể, đi với Michael thì sai. B checking, okay. Again, checking nó phải đi với động từ to be thì nó mới thành lập, nó phải mượn một cái auxiliary verb be plus verb in thì nó mới ra cái thì. Cho nên checking không phải là một cái động từ chia đúng. Be a C is check. C này nó có auxiliary verb is nhưng cái chữ check nó không thêm in thì nó sai. Okay. So the only answer choice is D, checks with an S. Bởi vì Michael là chủ từ số S cho nên mình thêm chữ S vào động từ checks. So Michael checks his email every morning. Okay. The hungry dog, the hungry dogs, something lots of noise. Cái con chó, những con chó nó đói bụng, nó làm nó tạo ra nhiều cái tiếng ồn. Okay, so A makes, B making, C make and D are make. Which one is the correct answer? C make. Good job, Kim Vân. Hello, Mi Diễm. Welcome. C Kiều Viễn, make. Yes. So the hungry dogs is a plural subject. Đó là chủ từ số nhiều, right? Yến chọn D, are make. Okay. So let's see. A makes là sai bởi vì chữ makes này nó phải chia với số x, right? Nhưng mà hungry dogs là số nhiều thì mình không chọn chữ A. B making. Making không thì nó không tạo một cái thể. Okay. Nó phải có auxiliary verb to be, phải là to be making thì nó mới đúng. C make come, chữ make này để đó. D are make ha. Có auxiliary verb are thì chữ make này nó phải thêm in. Cho nên D sai thì chữ C là đúng. Okay. The hungry dogs make lots of noise. Okay. So C correct. It's okay, Yin. I know you mistype. Okay, question number 13, I something cheese pizza. Tôi thích cheese pizza. Hay là tôi không thích cheese pizza. Okay. A doesn't like. B am like. C not like. D don't like. So which one? B am like. Kim Văn, B am like. D don't like. Kiều Viễn. Okay, so A doesn't like là không được, right? Because I thì mình không dùng chữ doesn't. Thank you, Yến. Mình phải dùng là don't. Okay. So doesn't like sai, A sai. B am like. Nếu mình có chữ am thì sau đó chữ like nó phải thêm in thì nó mới đúng thành một cái thầy. Okay, so câu này nó sai. Nó có auxiliary verb, động từ chính là like. Nó không có làm gì hết thì sai. Ok, vâng, chú ý nha. Am like thì không đúng. C not like. Not like nó không phải là động từ. Ok. Nó không có lại phải là cái form của cái động từ đúng. So D don't like. I don't like pizza. Cheese pizza. Tôi không thích, right? Tôi không thích cái pizza bằng cheese á, bằng format á, bằng cheese. Okay.
14, we something go to shopping. Okay. A, I want. B, wants. C, wanting. And D, want. Which one? D, want giving. We want to go shopping. D, in want, yes. A, I want là sai. Hai cái động từ be and động từ chính không thể đi như nhau như vậy. Okay. Này. Be wants. Wants có S này nó chia với chủ từ số S. Nhưng mà we nó là chủ từ plural, số nhiều. Cho nên sai. C, wanting. Okay, wanting come thì không được, right? Thank you, Kim Bang D. So the only one D wants. We want to go shopping. Next. Mình có 5 câu nữa ha. Willen always something his hands before eating. Okay. A, washing. B, is wash. C, washes. D, wash. Which one? Phụ nữ luôn luôn rửa tay trước khi ăn. Okay. A, B, C or D? C, washes. One more and then I will move on. C, in C. So A, washing là giặt, right? Bởi vì cái, nó phải đi với auxiliary verb is or là, right? Is washing thì nó mới đúng. Chứ nó đi washing không đúng. B, is, nó có auxiliary verb is, nhưng mà wash nó không có in. Như vậy là nó sai. Nó không thành lập một cái form động từ được chia. C, washes, để đó đi. D, wash. Okay, wash này là động từ wash hands, right? Nhưng mà woolen is a singular person. Nó là chủ từ số ít. Thì mình phải thêm S or ES sau động từ. So động từ wash tặng cùng bằng SH. Mình thêm là ES, right? So C is the correct answer. Woolen always washes his hands before eating. Okay. By the way, I just get my son name, put in there. Fulan is my son name. Fulan là tên của con Kiều. Okay, so number 16, your homework. Do, don't, does, or did. This is a one. This is another kind of sentence. Đây là một cái cấu trúc câu khác mà để theo xem các bạn có biết cái cấu trúc câu này không. A, B, C, or D. À, theo hy vọng là cái màn hình hôm nay nó rõ hơn là tuần rồi ha, tuần rồi nó chớp, tuần này thì better. Okay, so every day mỗi lần thì mình sẽ tập làm cho nó tốt hơn. Okay, and make it every day better. A, do. Okay. In do, okay. Do your homework, giving. Do your homework. Okay, so yes, A. Don't your homework, B. Don't your homework thì sai. Tại vì after don't nó a auxiliary verb thì nó phải cần động từ chính, phải không? Mình nói don't your homework mình không có động từ thì B sai. Does your homework? Kinda. Did your homework? Kinda. Bên đây là cái mẫu câu ra lệnh người ta làm cái gì đó, kêu người ta làm cái gì đó thì mình dùng chữ do. Okay. Do your homework, mình dùng cái động từ không chia nguyên thể để ở đầu câu thì động từ là động từ do, còn chữ does nó đã chia rồi, chữ did nó đã chia rồi. Do your homework, hey, để làm bài nha.
mình bài tập ở nhà đi. Do your homework. Ok. Sau mình phải dùng cái động từ nguyên thể không chia ở đầu câu. Ok. Press that button. Press là nhấn. Ok. Nhấn cái nút đó. Press that button. Ok. A does. B did. C didn't. D don't. Which one? A, B, C or D? D, don't. Give in, don't. In, D, don't. Okay. So letter A does press that button. Does. Này mình có động từ là press. Okay. Does press. No, present. Did press. Same thing in simple past. Didn't press. No. Don't press that button. Đó là cái câu ra lệnh. Làm cái gì đó thì mình dùng động từ nguyên thể. Okay. Còn không làm cái gì đó thì mình dùng don't. Don't press that button. Okay, đừng cứ nhấn cái nút đó. Okay. 18 Hannah always her best. A doesn't do, does, and try. Hannah, and again Hannah is my daughter name. Hannah là con tên con gái của KL. Always cái gì đó her best. Doesn't A do, B does, C or try. A, B, C or D? C does. Hannah always does her best. One more. Một người nữa. C does. Okay. So A, Hannah always doesn't her best. Doesn't is auxiliary verb. Doesn't là cái động từ giúp đỡ, mà nó phải cần một cái động từ chính, phải không? Mà nó không có động từ chính thì sai. Be do, Hannah thì mình không dùng do, Hannah là ngôi thứ ba số ít thì mình phải dùng chữ does. So see, Hannah always does her best. Cô đi try, thường các bạn hay nói là try your best, cố gắng hết sức của mình. Cố gắng hết sức của mình thì mình dùng try someone best. Ví dụ, he tries his best. She tries her best, I try my best. But đi wrong, chữ đi nó sai bởi vì chữ try nó không chia ở thể hiện tại đơn với chủ từ, so it là Hannah. So if try nó chia là chữ T-R-I-E-S thì nó mới correct. Okay, so Hannah always does her best. So see the correct answer. We have one, two more. They knew what to. A doesn't. B does, C did, and D do. Which one? They knew what to. D do in giving D to okay giving D good job. Okay, they knew what to after to thì mình dùng động từ nguyên thể. Okay, so to do mình không nói to doesn't, right? Doesn't nó đã chia rồi, mình không nói to does, nó đã chia rồi. To did nó quá khứ, chỉ có to do. Okay, so they knew what to do. Và mình có thể nói oh I know what to do. Tôi biết làm cái gì mà. Okay, I know what to do. Okay, so last question. Should be 20. There something somebody at the door. There weren't or there was or there are. So which one? A, B, C or D?
trì. D, there are somebody at the door. Anyone else? Oh, hello, Rick. How are you? D, there are, okay? I'm giving D, there are. Okay, so now listen. Đây đó là cái mục đích của KL cho các bạn làm cái quiz này để KL biết là các bạn có nắm được không, thì KL mới soạn bài được. Now with cái những cái từ somebody, anyone, anybody, something, nobody, no one, things like that, thì actually KL có cái bài giảng hôm nay, nhưng vì cái thời gian nó trôi qua nhanh vì mình phải show bài, cho nên KL hold đó lại cho next time, và mình sẽ học cái này. Với những cái chủ từ này đó, mình sẽ dùng động từ so it, always động từ so it, okay? So we không có nói there was somebody, không có nói there weren't somebody, bởi vì were and weren't là số nhiều, thì chỉ có was and them, chỉ có chữ was thôi. Chữ R là số nhiều, không được. So there was somebody at the door. Okay. Thì với những cái chữ này, somebody, someone, somebody, someone, no one, okay, anything, anywhere, things like that, you use verb in singular. Okay, so there was somebody at the door. Okay, and I think that is the end of the lesson today. Again, the reason mà mình hold lại cái bài hôm nay vì Kheo muốn sửa cái bài các bạn một lần để cho các bạn biết được cái expectation, là cái những cái điều kiện mong đợi từ Kheo khi các bạn làm bài. But there's one thing I want to say, that các bạn làm á, các bạn rất là tiến bộ. Okay. Tiến bộ vì KL không có bắt lỗi cái dấu chấm chấm của các bạn cuối câu được. KL không bắt lỗi các bạn bắt đầu beginning your sentence with a capital letter. So các bạn đã khắc phục được cái lỗi đó, which means you show me you are learning. Khi các bạn làm điều đó, KL như khi KL sửa cái bài các bạn rồi, KL vẫn nhớ cái người đó bị cái lỗi gì, KL vẫn nhớ. Cái đó là hình như là cái gift, là một cái gì đó ông trời ông cho một cái người dạy học. Khi sửa bài một cái học trò đó, họ sẽ nhớ cái học trò đó sai cái gì, và họ lúc nào họ cũng quay lại để tìm lại cái lỗi đó, cái học trò đó có sổ hay không. Thì cái em không có cố tình nhớ các bạn đâu, nhưng mà khi mà các bạn làm bài tự nhiên nó pop up ở trong cái mind của mình, cái người này làm cái lỗi này bây giờ họ không làm được, họ không làm cái lỗi gì nữa. So what means you are learning, các bạn đang học, thì đó là một cái điều rất là tốt. Okay, so I'll let you go. And today you don't have any homework. Just review your previous homework and see what mistake you made. Okay, and then nếu mà mình quay lại mà mình coi là cái lỗi của mình mà mình biết đó là một cái bài học rất là quý rồi. Okay, so next week I will see you next the same time, and I hope you have a wonderful weekend. Okay, and bye-bye.